đứng ra được đấy. Vâng, có thể nói là cái công tác vận chuyển là quá tuyệt vời phải không các bạn? Đối với tôi là tôi thấy rằng đây đó là một cái công tác hết sức là chuẩn và ổn từ phía người bán, và rất cảm ơn chủ cây rất có tâm trong cái quá trình vận chuyển. Khi nhận cây thì chắc các bạn cũng có thể nhìn thấy là rất nhiều những cái cành nó đã bật mầm. Nhiệm vụ của người chơi đó chính là việc mà điều chỉnh lại toàn bộ cái hệ thống này theo cái ý thích của mình. Ông chủ thì ông cũng bảo là thôi được rồi, cứ làm đi, nếu mà đẹp thì tí nữa ông ấy cộng thêm cho tí công, mà ở thì tốt rồi, không có vấn đề gì cả. Bởi vì một khi là cái nghề phá hoại nó là nghề của em rồi thì chả có cái gì là khó khăn cả. Bỏ cái gì? Những cái dễ này bỏ hết đi. Được rồi, nhất trí quan điểm thôi. Tâm ông chú giao thì cứ thấy bằng thịt thì có sợ cái gì đâu. Cũng là một con dâm bụt khá già các bạn ạ. Tôi nghĩ là thực ra thì dâm bụt là một trong những cái loại cây hoa mà nó gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Và đương nhiên là loanh quanh đâu đó chúng ta vẫn cứ gặp, và đặc biệt là trong cái thời đại công nghệ hiện nay thì hội nhập có rất nhiều các cái giống dâm bụt. Thế nhưng mà để cái dâm bụt ta màu đỏ truyền thống thì cũng không phải là hiếm. Thế nhưng mà cũng khá là thích cái bệ này. Anh chủ anh ấy kiếm được như vậy quá là hay. Có những cái điểm lỗi. Ở là gặp bác chủ cũng là người yêu cây, những cái dòng bonsai mà nó lại có hoa mà có tư thế có thể cắt giật được như thế này, gọi mê bằng chết. Đây có thể là phải là cái mặt chính của cây các bạn. Mặt tiền. Chủ cũng xác định đây là cái mặt tiền. Tôi nghĩ rằng cũng rất hợp lý thôi. Vì cái mặt tiền này là một cái mặt tiền khá là hợp lý và hoàn hảo. Mặt cục tiền. Vâng, anh chủ anh đang trêu đó, mặt cục tiền các bạn ạ. Kinh quá thì mất. Cây vừa mới về thợ chưa chỉnh xong đã xác định nó là cục tiền thế này. Này khả năng là hơi khó giao lưu mất rồi. Đăng sau mai thành con sai độc lạ, bệ đẹp quá, bệ này bới ra đẹp, bệ này bệ xanh bệ xì thì bốn tiền. Đấy, được vòi đòi tận quận Hai Bà Trưng các bạn ạ. Đấy, đang bảo nếu mà nó là xanh xì thì khối tiền. Xanh xì thì tôi nghĩ rằng khả năng cắt cái mầm đi ông ạ, cho nó để môi trường cái thân tôi đấy. Xanh xì thì khả năng không đến lượt. Xanh xì tôi nghi là đã bị bay từ lâu. Không đủ tiền là mua ấy. Sao cho dạng được chị nhỉ? Tùy thôi, tùy ý kiến quyết định thôi. Làm thuê.
bẹ với thân đẹp. Em thì em cứ tư vấn nhiệt tình thôi các bạn, còn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Cuối ngày giải em tiền là em về em mua sữa cho cháu là được rồi. Sửa quanh thân bấm rụt lại, ok. Sao vậy? Đi dây ok hết rồi. Cái này giờ sắm chơi được chồng à, sắm chơi. Cứ dọn đấy, dọn những cái điểm thế thôi. Cái điểm đấy. Là cây này sắm chơi rồi. Cho lên cái chậu đẹp này là này. Ra hoa phát nó chụp lên thì thôi rồi. Khoác cho vài cái nụ chụp lên là thôi. Có thể cho xin cái giá mà thích thì giao lưu không hả anh chủ ơi? Tôi sẽ cho xem một cây dâm bụt 200 triệu. Tựa tựa như cây này. Dạ. Nào mà lại chưa mua làm xong mà đã giới thiệu một cái cây dâm bụt 200 triệu thì khả năng nghe là khó cướp. Để mua được. Khả năng là khó cướp của anh chủ rồi. 200 triệu cây này. Còn đây là hình như chuẩn hàng đỏ ta đấy. Đỏ ta đấy. Đỏ ta xịn. Đỏ đơn đấy. Cánh đơn không phải cánh chép. Đỏ ta xịn luôn. Đây này. Nhìn cái bệ nó đây. Tựa tựa như cái bệ này. Không, bệ đấy gấu hơn nhiều. Mẹ đùa. Thế nào? Cứt con mình thì thơm, cứt con người thì thối. Ông chủ lại vui tính. Đây, đây cho các bạn xem một chút cái demo này. Bệ hoa này sau này sẽ để mua này. 200 triệu đấy cơ à? 200 triệu cái bệ này đấy. Căng nhè. Thế thì bác chủ vừa bẫm rồi gì nữa. Bằng cái mặt chính thì khả năng tạm như này thôi các bạn ạ. Đẹp quá cũng tôi nghĩ không nên. Vì theo quan điểm của tôi đẹp quá là rất mệt. Được rồi, muốn xử lý chỗ ấy cũng sẽ xử lý nó thôi. Xin mời các bạn cùng chuyển sang cái mặt đằng sau. Sẽ có một vài điểm cũng cần phải chỉnh sửa. Cho xin cục đá mà thôi, chả cần đá đâu. Xuống phát này đẹp luôn này. Đấy, được chưa? Nhìn bệ đúng khoảng 5 phân nữa. Tí nữa tháo tung bệ ra thấy đất mới cho sếp luôn, sếp yên tâm. Đơn giản như đan rổ. Cắt đi bác chủ ơi. Đấy, cây tao thì tao cắt đi các bác ạ, vẫn nhất trí thôi. Em thay bệ xong cắt chán thì bảo em làm gì em làm tiếp, không làm nữa em dừng. Cho sung sướng cái thằng người. Nào, cắt nó đây, cắt mạnh vào. Vâng, và như vậy thì đã xong phần mặt bệ cho cái phôi dâm bụt này. Bây giờ thì nó là cái chương trình vẽ. Một số và quan điểm của bác chủ chơi là chơi theo kiểu cắt giật và hoa bonsai rồi nhưng vẫn cứ phải cắt giật mới chịu ưng. Thế thì cũng sẽ hơi lâu phải không các bạn, nhưng mà thôi được rồi, tôi nghĩ rằng là chủ yêu cầu đâu người ta cứ sâu đến đấy thôi, không có vấn đề gì cả.
quá khó không? Nó lại còn nói cắt giật thế này nữa là nghe nó rất là căng thẳng đấy. Này thì đi làm thuê này, này thì quyền em cắt này. Giật à? Có thích giật không? Có chứ. Có thích giật không? Có thích giật không? Được giật tính là khi được bỏ cái này, hai cái này nữa khỏi song song với nhau không sao? Không. Này thì thích giật. Ba cái chùm này nhá, ông đừng tác động nhiều nhá. Tức là ba cái thân này thằng là tôi chỉ có làm hai ít hai cái ngang này này. Cái này ông sấn vào một ít, cái này sấn quấn vào một tí thôi. Còn ba cái này nó là ba cái được chưa? Tác động nữa. Phần này em thu côn giật cho bác không? Đấy. Rồi đặt vào đấy đúng không? Được chưa? Đấy. Nào. Đây đứng xa xa ra nhìn nó sẽ cây là đẹp. À, cây này. Biết là em tưởng là cây thì ngắm xa mà hoa thì ngắm gần chứ. Ông chủ. Tí nữa bác chủ chuẩn bị cho xin một ít đấy nhá. Một ít giặt nó gần như là thuốc diệt đấy. Xịt tiến ấy. Để em xử lý luôn cái phần đấy này. Cho nó nét luôn đi. Nào, nắng trăng trăng này, chủ đứng nắm. Chưa trả được. Gửi theo hỏi có bán cây không? Tí để xem xuất phát về gặp cái về xuôi. Tiêm để lấy cái sức đề kháng quay clip ngắn khoảng 5 phút nhé. Chủ đề anh có tạo tác cái cây dâm bụt, nó làm cây hoa dâm bụt cổ nhé. Để trả lời cái câu hỏi cho các bạn là liệu là cây hoa chúng ta có thể tạo tác thành cây bonsai hay không, thì trước mắt các bạn là cây dâm bụt cổ đang được anh phá, anh đập và bây giờ cuối cùng là anh chỉnh sửa nó lại thành một cái cây bonsai, một cây hoa bonsai. Thì cái video clip ngắn này tôi chỉ làm khoảng với các bạn là đầu ba thứ tóc, tóc bạc, tóc đen và tóc nâu có đủ. Đây là bán dâm. Phong Anh là nghệ nhân thì đúng rồi. Thì bán dâm đầu ba thứ tóc vẽ. Đây là mặt tiền. Tôi nói đùa với anh là cái này là mặt cục tiền chứ không phải mặt tiền, đẹp lắm. Nhìn thấy nếu cái bệ này mà nó là một cái bệ xanh nam điền hay bệ si búp đỏ thì có lẽ là nó không ngồi ở đây rồi.
Nó đi mất hút được phương trời hào. Uốn nắn cắt dần. Cây hoa thì thường người ta chỉ vẽ bóng ra để chơi, nhưng mà đối với anh Thức thì như thế là chưa đủ, mà cần phải cắt giật như một cây bonsai, và đúng nghĩa là trở thành một cây bonsai các bạn. Vương Nhân các bạn nhá, anh ấy là đang lạm dụng và tín nhiệm đấy. Thế thì cái bệ nó rất vàng. Các bạn là thời tiết hiện tại là nó đang râm. Lúc này là nó không nắng, nhưng mà nhìn ở ngoài thực tế thì nó rất vàng. À, thực ra các bạn có thể nhìn thấy cái màu áo của anh là màu vàng sẫm, nhưng mà cái màu thân này nó cũng không kém một chút nào với cái màu vàng sẫm của anh. Hai mặt của cái bệ này thì tương đối là đẹp. Và dưới bàn tay anh đang tiếp tục chỉnh sửa. Nhát cắt giật như là xanh xi nha các bạn. Ý tưởng tạo tác thì không khác gì xanh xi, cắt giật kinh khủng luôn. Mặc dù là cây hoa thì chơi bóng thôi, nhưng mà anh muốn làm một cái tác phẩm nó mang tính đương đại, mang tính thời đại và hội nhập với thế giới. Một cây hoa nhưng mà chuẩn bonsai. Nhóm cái thân giữa là em chị em chưa biết xử lý cho bác nữa. Thân giữa thì có khi anh vẫn đẹp. Vẫn tiếp tục là những nhát cắt giật. Clip vào tiếng nói của anh thôi. Như hôm nay thì trên cái kênh của tôi thì anh có thể thấy toàn bộ cái mông, cái lưng của anh. Và thấy ba sợi tóc trên đầu anh nữa. Chả sao cả, tí nữa cộng thêm 500.000 tiền lên hình là được rồi. Ok, thế là các bạn là tôi được bo 500 các bạn nhé. Khi quay cái clip này là kênh của tôi giờ không bật chế độ kiếm tiền nha. Tôi được anh bo cho 500 tiền quay. Vâng, có lẽ là cũng xong cái nội dung để chỉnh sửa một tác phẩm này. Trước khi đi đến cái chương trình những nhát cắt tiếp theo thì định hình và tiếp tục nuôi cái phôi này nó lớn. Và tôi cũng đã xong cái công đoạn của một người yêu cây nhờ cái trong cái quá trình là xử lý. Xin được giới thiệu lại với các bạn. Rất đẹp. Mặt đằng trước, mặt này rất đáng tiền.